Thực hiện quyết định số 1520-2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thời gian qua, ngành chăn nuôi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tập trung chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung quy mô lớn, gắn với việc ứng dụng công nghệ cao, liên kết chuỗi giá trị. Đây cũng là hướng đi nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và phát triển ngành chăn nuôi bền vững. Đến nay, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã quy hoạch 34 vùng chăn nuôi tập trung tại thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ và các huyện Xuyên Mộc, Đất Đỏ, Long Điền và Châu Đức. Hiện trên địa bàn tỉnh có 175 trang trại chăn nuôi, trong đó hơn 75% trang trại ứng dụng công nghệ cao. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đặt mục tiêu đưa tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm trên 50% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp.